Từ lúc tôi khởi kiện cho đến khi tôi kết thúc, tôi gặp khoảng 3 tới 4 lần là chấm dứt. Như thế thôi. Và tôi không được nói hết cái cõi lòng tôi. Tôi không được dẫn dắt cái câu chuyện giống như tôi đang tâm sự với quý vị đây. Vậy thì có ức không? Tại sao không hỏi tôi? Tôi không được cơ hội để trình bày luôn. Phúc nghĩ như thế nào? Đứa trẻ đấy, nghĩ như thế nào? Cháu thì bất ngờ luôn đấy ạ. Nếu mà cô mà như vậy thì không biết là những người dân khác thì như thế nào. Bởi vì một cái số tiền nó quá là lớn, nhưng mà nếu có mấy lần như vậy sau đó là kết luận, sau đó là cô cũng không được cầm một cái giấy tờ gì. Không. Thì thực sự cháu khá là bất ngờ. Mà cũng không nói cho cô là lý do gì để cho nó là coi như không có tội. Thì phải cho cô dẫn dắt chứ, phải cho cô nói và căn cứ vào lời của cô đi xác minh chứ. Cũng không luôn. Cô không biết luôn. Tại vì nãy em mới nói ngay từ đầu á. Không có cái gì hết. Ngay khi mà có cái câu chuyện mà chị bị hành hung ở cơ quan công an á, rồi sau đó là đến kết luận của anh Hoài Linh, thì thực ra em thấy không còn lạ nữa. Không còn bất ngờ nữa, bởi vì nếu mọi người để ý lại đi. Thật sự ra thì chị cũng không quá ngạc nhiên. Đúng rồi. Cũng không quá ngạc nhiên vì chị cảm nhận được. Cái người mà điều tra giải quyết cái vụ việc của Hoài Linh thì cũng chính là điều tra giải quyết vụ việc của Hoài Dòng Yên. Theo tôi thấy như vậy. Với cái thông báo cùng một người ký, nhưng mà chắc chắn là bây giờ á, bây giờ á phải nói như thế này nè, nếu như ngày hôm đó mà tôi không ghi âm được. Đúng rồi. Thì có phải rằng là báo chí dập tôi như thế nào? Và còn quy cho tôi thêm có tội vu khống không ạ?